Rồi xin mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì kênh có đến vườn của em Chí Hùng á ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre để em Chí Hùng quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình cái lô mai giống mai ghép hàng chờ Tết năm 2025. Ghép giống xuông mình lại nè, nhị ngọc toàn với lại giảo Cà Mau bên vườn của em Hùng ha, cho cô chú anh chị mình sưu tầm giống mình chờ Tết 2025 ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây này cho hợp lý mình ủng hộ cho vườn của em Hùng nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, em mời cô chú anh chị mình gặp luôn em Hùng để em Hùng chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi anh chào Hùng ha. Xin chào cô chú anh chị ha, lần nữa em quay lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha cô chú anh chị. Hôm nay em có em giao lưu với cô chú anh chị mình ba loại ha, là nhị ngọc toàn, bình lợi và giả Cà Mau nha mấy anh chị. Rồi. Cây đầu tiên em xin giao lưu với anh chị là cây mã số 1B, một cây siêu bông bình lợi ha. Rồi. Chiều cao là 72. Tán ngang là 72. Quành thân là 21 ha. Rồi. Cây này em giao lưu với giá là 750k em bao phí ship ha. 750 cho cây năng mã số 1B của chú anh chị ha. Có đế cụ nở luôn cô chú anh chị ha. Tàn thì khá là đều luôn. Hàng này thì chơi tết ok ha. Cây lên cựa gà hết rồi. Rồi mình đổi cây luôn em ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Cây tiếp theo cây mã số 2B ha mấy cô chú anh chị. Rồi. Một cây cũng là một cây siêu bông mình lại ha. Rồi cây này tàn cũng khá luôn. Chiều cao là 66. Tàn chơi tết thoải mái giùm em nha cô chú anh chị. Tán ngang là 60. Quành thân là 19 ha. Rồi. Cây này em vô lưu với quý anh chị là 700k ha. Bao phí ship nha. 700.000 bao phí ha. Đổi cây luôn. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo là cây mã số 3B ha. Rồi. Cũng là một cây siêu bông bình lợi ha. Chiều cao là 60. Tán ngang là 57. Quành thân nó được 20 ha. Rồi cây này cái tàn quá đẹp luôn. Cây này em giao lưu với quý anh chị là 600k em bao phí ship ha. Rồi 600. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 4B. 4B. Cũng vẫn là một cây siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. À cây này có tàn luôn cô chú anh chị ha. Hàng bên vườn của em Hùng á cô chú anh chị ha, bao chuẩn giống bảo hành giống hết nên cô chú anh chị mình cứ an tâm. Chiều cao là 61. Tán ngang là 60. Củ nở ha, vàng ôm luôn. Quành thân là 21. Rồi. Cái này có củ luôn nha cô chú anh chị. Củ là 30. Rồi. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị là 500k em bao phí ship ha. Rồi 500.000 ha. Đổi cây luôn. Rồi tiếp theo cây mã số 5B. Tiếp theo cây mã số 5B vẫn là một cây siêu bông lại ha cô chú anh chị. Rồi. Chiều cao là 69. Tán ngang là 72. Quành thân là 22 ha. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 800k em bao phí ship nha cô chú anh chị. Rồi 800.000 ha. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 6B ha. Rồi. Cây này là cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 64. Tán ngang là 64. Rồi. Cây này cụ nở ha. Bình thân là 20. Cũ là 31 ha. Rồi, tàn quá xa đã luôn. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 700k em bao phí ship nha cô chú anh chị. Rồi 700.000 ha. Đổi cây luôn em. Rồi tiếp theo cây mã số 7B ha cô chú anh chị. Rồi. Chiều cao là 60. Tán ngang là 62 ha. Rồi. Quành thân là được 17. Cây này có củ đế nha cô chú anh chị. Củ đế là 24. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 600k em bao phí ship ha. Rồi 600.000 nha. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 8B ha cô chú anh chị. Rồi. Này cây này là cây nhị ngọc toàn ha. Nhị ngọc toàn. Chiều cao là 47. Tán ngang là 58 ha. Cây này tàn rất là tròn luôn cô chú anh chị. Quành thân nó là 14 ha. Rồi, cây này rất là tròn luôn á. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 500k ha. Em bảo phí ship ha. Rồi 500.000 ha. Đổi cây luôn em ha. Rồi tiếp theo cây tiếp mã theo số là cây 9B ha. Rồi. Vẫn là một cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 50 ha. Tán ngang là 58 ha. Rồi. Quành thân nó là 15 nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 550 em bao phí ship ha. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 10B. Tiếp theo cây mã số 10B là cây một cây giảo Cà Mau nha cô chú anh chị. Chiều cao là 48 ha.
Rồi. Tháng ngang là 56. Bình thân nó là được 21 ha. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 550, em bao phí ship nha. Rồi, cây này cuối clip luôn cho em. Dạ, cây này là cuối clip luôn anh. Rồi. Cuối clip em xin kính mong cô chú anh chị ủng hộ clip của em ha. Qua số điện thoại là 0385499429 cũng là số Zalo của em ha. Rồi. À, em cũng thay mặt cho kênh cũng như em Hùng ha, cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ ha. Thì sắp tới đây em Hùng cũng lên clip thường xuyên đó cô chú anh chị ha. Thì mong cô chú anh chị mình vào xem coi thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình nhớ ủng hộ cho em Hùng nha. Em cũng xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.